Tập 6. Tôi rất căng thẳng, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều. Tôi chịu hết nổi rồi. Hoành Tảo Thiên Quân. Hay là mình đi chơi game đi. Tại sao? Tôi thấy là anh có vẻ không được vui. Trước đây mỗi lần anh không vui, không phải đều phát tiết hay sao? Tôi không sao. Anh đừng để nén trong lòng mãi vậy. Hơn nữa ta là bạn bè mà. Cùng lắm tôi cho anh mượn bờ vai thôi. Nè, tôi nghĩ ra rồi. Anh có thể đi tìm chị Du Phi. Chị ấy có thể giúp anh điều hướng tâm lý. Được rồi, tôi không sao thật mà. Anh tỉnh táo lại đi. Anh đã thích Tiểu Phi 10 năm, đùng một cái lại bị người ta cướp mất. Hơn nữa hôm nay thái độ của người đó tệ tới như vậy. Anh định bỏ cuộc vậy sao? Cô không tin tôi thì cũng hết cách rồi. Tôi chỉ là có một cảm giác rất kỳ lạ thôi. Tóm lại là tôi cũng không biết nữa. Vậy anh nói tôi nghe đi. Nói sao đi? Tiểu Phi hẹn tôi này. Thế nào rồi? Cô ấy nói gì? Tiểu Phi hẹn tôi, còn cả người tên Sót. Tối nay ra ngoài ăn cơm. Thế này thì khác nào cố tình làm anh xấu hổ chứ. Cố tình show ân ái trước mặt anh. Không được, anh tuyệt đối không được đồng ý. Nhất định phải nghĩ cách từ chối mới đúng. Thi bóng rổ hay là thi cuối kỳ? Tôi đồng ý rồi. Ăn cơm thôi, có gì mà sợ chứ. Tôi biết rồi, nhất định là anh định nói gì đó để xoay chuyển tình thế phải không? Cậu về nhà được thì tốt rồi. Mình vẫn phải ở lại cái nơi khỉ gió này đi. Mình đã bảo không sao rồi mà. Mình hỏi cậu một câu, quan hệ của anh trai với Tiểu Phi có tốt không? Tốt lắm luôn. Mà cậu hỏi làm gì? Bọn họ hẹn nhất hiệp ra ngoài ăn cơm. Cậu nói xem có khi nào là đang thị uy trước mặt anh ấy không? Không đâu, con người Tiểu Phi tốt lắm. Hơn nữa không phải là cậu cũng đã nói nhất hiệp và cô ấy là bạn từ nhỏ sao? Chắc là ôm lại chuyện cũ chút thôi. Cậu bắt đầu quan tâm anh ta như vậy từ khi nào? Mình không có, chỉ là mình không hiểu sao nhất hiệp lại phải đi thôi. Thế thì khác nào tự chuốc phiền phức chứ. Cậu lo cho anh ta làm gì? Hay là bạn trai cậu đi gặp bạn trai cũ? Nhất định là cậu thích anh ta rồi. Mình đã bảo là không có rồi mà. Hôm nay sau khi anh ấy gặp anh trai cậu xong, tâm trạng có vẻ kỳ lạ lắm. Hơn nữa anh ấy còn đồng ý nữa. Cậu không thấy kỳ lạ hơn sao? Cậu đừng nói với mình là cậu lo cho an toàn của anh trai mình nhé. Mình không muốn là anh ấy gặp thêm phiền phức thôi. Cũng đâu phải mấy cậu không biết tâm trạng của anh ấy mà suy sụp, phải mất bao nhiêu công sức mới giật dậy được đâu chứ. Cứ mặc kệ anh ấy là được rồi. Không biết thì còn đỡ hơn. Giờ biết rồi lại cảm thấy khó chịu dã man. Người khó chịu ở đây có mà là cậu thì có. Cậu nói gì chứ? Mình giúp anh ta là được chứ gì. Người đó là anh trai cậu đấy. Đừng quên đóng túi phiên bản giới hạn đó của cậu là do ai mua đấy. Mình có giúp anh ta chia cắt anh mình với Tiểu Phi đâu. Chỉ cần cậu giúp anh ta ăn một bữa cơm thật trang nghiêm thôi. Cậu làm được thật sao? Từ xưa tới nay, mấy kiểu gặp mặt bạn gái cũ này, cách giữ tôn nghiêm tốt nhất chỉ có một: thua người không thua khí thế. Nhất hiệp.
Cô tới làm gì? Tôi... là ý của Bạch Phú Mỹ đấy. Cô ấy nói không thể để anh một mình được, nên mới bảo tôi tới giả làm bạn gái của anh. Nhưng mà lần này anh không được thua bọn họ đâu. Cô còn để tâm tới chuyện này hơn cả tôi nữa vậy? Tôi vì anh mà suýt nữa bị bọn họ hành hạ tới chết luôn đấy. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Nhưng mà một mình tôi không sao đâu. Giờ anh mới muốn rút lui đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì tôi đã nhờ cả người khác tới giúp nữa. Em có nghe không? Nghe thấy rồi, rất rõ. Đừng nhìn, rốt cuộc mọi người làm gì vậy chứ? Du Phi am hiểu tâm lý, Hàn Lâm thì biết về thể diện. Anh cứ yên tâm, có bọn họ hướng dẫn. Tôi sẽ không làm anh mất mặt trước Tiểu Phi đâu. Đừng nói cô, gọi cả Long Tử Triệt tới đây. Tôi tính cho anh hết rồi. Long Tử Triệt mà tới nhất định sẽ phá hỏng chuyện này cho mà xem. Tôi không báo cho anh ta biết đâu. Em chỉ nói vậy thôi. Tôi đi ăn một bữa cơm thôi mà. Cô làm cứ như thập diện mai phục ấy. Anh... bọn họ tới kìa. Tới rồi. Nhất Hiệp. Chào. Anh dẫn bạn gái tới, chẳng báo với em gì hết. Muốn cho em một bất ngờ sao? Mời ngồi. Giới thiệu mau đi. Nhanh lên, cởi mở một chút. Đừng làm Nhất Hiệp thấy ngại. Chào hai người. Tôi là bạn gái của Nhất Hiệp. Tôi là Cốc Tinh. Chào chị, em là Tiểu Phi. Đây là bạn trai của em, Short. Em cứ lo là anh bao lâu không tới tìm em. Là gì còn đang giận em nữa chứ? Nghe sợ nó đã gặp anh, em mới thua hết dũng khí mời anh đi ăn. Ta đã biết nhà nó lâu vậy rồi. Em cần gì khách sáo vậy chứ? Thấy anh có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, em thực sự rất mừng cho anh đấy. Cốc Linh, cô hãy nói gì đi. Cô phải luôn giữ nụ cười trên môi, nhìn về phía bạn trai mình. Như vậy mới thể hiện được sự tôn trọng chứ. Cậu có vẻ cũng có kinh nghiệm quá nhỉ. Đâu có đâu. Bạn gái anh cứ nhìn anh suốt. Có phải là đang sợ em cướp anh đi không? Mắt cô ấy bị cận nặng ấy mà. Hôm nay cô ấy ra ngoài, nhất định là quên đeo kính áp tròng rồi, phải không? Yêu đương nồng cháy chính là như vậy mà. Lúc nào cũng muốn dính lấy nhau, có nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Tới lúc show ân ái rồi đó. Bình thường khi anh ấy ở cạnh tôi cũng vậy mà, chẳng nỡ xa nhau chút nào. Mau nói cho em nghe đi. Cốc Linh thu hút anh nhất ở điểm nào vậy? Ở đâu sao? Lúc anh ở cạnh cô ấy suốt ngày làm ồn thôi. Em đang cho anh cơ hội để khen bạn gái của mình đấy. Không được nghĩ, nói luôn đi. Cô ấy không có ưu điểm gì đặc biệt cả. Chỉ là không thích so đo với người khác. Ngay cả khi sức đầu mẹ trang cũng không ngại giúp đỡ người khác. Tính cô ấy rất là tệ, cực kỳ tệ. Nhưng mà lúc bình thường thì lại rất tốt.
Tử Triệt tới rồi. Anh ấy tới làm loạn sao? Mục tiêu của anh ấy chắc chắn là không phải Nhất Hiệp đâu. Tôi đi ngăn cản. Không kịp rồi. Uống rượu đi. Cậu làm gì vậy? Xin lỗi. Nào, lao đi. Xin lỗi. Tôi không có ý đâu. Ai đó? Không sao chứ? Nếu không phải Tiểu Phi một mực kéo tôi tới, tôi còn lâu mới ra ngoài giới hạn người như vậy. Xin lỗi, thật ngại quá. Em qua đó một lát. Tạm biệt Tiểu Phi. Tại cậu cả đấy. Tự dưng xông tới làm gì? Làm hỏng chuyện tốt của tôi. Anh sử dụng siêu năng lực trước mặt nhiều người như vậy, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao? Anh mặc kệ. Cái tên mập chết tiệt đó lúc nào cũng ý có bố anh rồi chống đối anh. Anh muốn cho cậu ấy biết tay. Đúng vậy, tên sọt đó đúng là quá đáng ghét. Mắt cứ như mọc trên đỉnh đầu ấy, lúc nào cũng coi thường người khác. Tuy anh ta là anh trai của bạn thân tôi, nhưng mà tôi cũng thấy anh ta rất đáng ghét. Mọi người bình tĩnh đi. Cậu thì biết cái gì chứ? Làm ơn đi. Ta có siêu năng lực đấy, sao lại không thể cho anh ta một bài học chứ? Không được, siêu năng lực không được dùng để tổn thương người khác. Anh có đánh hay là giết anh ta đâu, anh chỉ muốn dạy cho hắn một bài học thôi. Không được hay sao chứ? Mọi người nói xem, không được sao? Tôi đồng ý với anh. Không để cho anh ta ngang ngược vậy được. Nhưng mà tôi cảm thấy Du Phi nói cũng đâu có sai. Phải đó, anh thử nghĩ đi. Lỡ như chuyện này bị phát hiện thì phải làm sao đây? Chỉ cần không ai biết là được thôi. Đúng là gỗ mục. Hay vậy đi. Giờ 5 người chúng ta bỏ phiếu quyết định. Ai muốn cho anh ta một bài học thì giơ tay. Tôi không tham gia. Đồ trẻ con. Tôi cũng nghĩ giống chị Phi vậy. Cục thế hiện giờ là 3-2. Cho dù hai người không muốn đi, không ngăn cản chúng tôi được. Có nghe rõ chưa? Không ai hiểu tên mập thối đó hơn tôi đâu. Cuộc sống của anh ta rất có quy luật. Tối nào cũng một mình ở lại công ty, tăng ca liên tục. Nhưng mà đúng 10 giờ sẽ rời đi. Anh nhìn kìa. Sau này tăng ca, nhớ dẫn theo cả tôi nhé. Ai đó? Đi chết đi. Cứu mạng. Cứu mạng.
Tuyệt thật đấy. Liệu chúng ta có quá đáng quá không? Hắn đã bị phun nước tới mức đó rồi kìa. Thật đã quá đi. Tôi cười đau bụng luôn rồi. Bụng của tôi hơi khó chịu. Hai người đợi tôi ở dưới bãi đầu xe nha. Sao mà công ty mấy anh giờ này còn chưa tắt điều hòa vậy? Là bộ phận tài chính quên tắt điều hòa thôi. Người ta có tiền mà. Cô Lạnh sao? Sao không nói sớm? Khoác áo của tôi vào đi. Xoay người lại. Thế nào? Đỡ hơn chưa? Cảm ơn nhé. Trước đây tôi không phát hiện ra anh cũng là ga lăng như vậy nhỉ? Còn chưa đi nữa hả? Chị Phi, không phải em nói là không tới sao? Em tới không có nghĩa là em đồng tình đâu nhé. Chỉ tới giúp ba người thu dọn tàn cục thôi. Tàn cục gì đây chứ? Anh ta suýt nữa gọi bảo vệ lên bắt ba người rồi đó. Ở bên đó. Trên đó kìa. Sao thế? Trên lầu có vấn đề. Không phải chứ. Tôi nói thật mà. Thứ đó thì thầm bên cạnh tai của tôi. Hơn nữa nước trong giòi cũng tự động chảy ra nữa. Là thủy quái. Tôi nghĩ chắc là do áp lực công việc của anh quá lớn mới bị ảo giác thôi. Tôi thấy thật mà. Anh nghĩ cho kỹ lại đi. Chắc gần đây tôi làm việc quá vất vả, áp lực quá lớn mới gặp ảo giác thôi. Tôi phải về nghỉ ngơi mới được. Tôi phải nghỉ ngơi. Phải về nghỉ ngơi. Anh về ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai không sao ngay thôi. Giám đốc Bạch, anh ấy không sao nữa rồi, các anh về làm việc đi. Chị lợi hại thật đấy. Còn biết cả thuật thôi miên nữa. Tôi không biết bùa chú này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng tóm lại đã xử lý xong chuyện này rồi. Được rồi, đừng diễn nữa. Thật ra trong lòng của anh đang rất cảm kích bạn gái mình đúng không? Vì lần hợp tác sự năng lực đầu tiên thành công của chúng ta. Cạn ly. Cạn ly. Tử Triệt. Đúng rồi, tôi hỏi anh. Tên sọt đó trước đây mập lắm hả? Sao anh gọi anh ta là đồ mập thối thế? Không nói thì anh không biết chứ. Hồi nhỏ anh ta là kiểu vừa lùn vừa mập. Mặt thì tròn do cơ. Nhìn thấy thôi là muốn nhớ tới chết. Kiểu vậy đó. Không phải mấy anh lớn lên bên nhau từ nhỏ sao? Đúng vậy. Gì mà làm như huyết hải thâm thù thế? Ai bảo anh ta chuyện gì cũng muốn dành với tôi chứ? Thật ra bố anh ta cũng là trợ lý của bố tôi. Bố anh ta qua đời từ khi anh ta còn nhỏ, nên bố tôi chăm sóc cho cả gia đình của họ, coi anh ta như là con trai ruột của mình thôi. Nhưng mà cũng chính chuyện đó mà tình bạn cũng dần dần trở nên xa cách. Là vậy đó. Có lẽ Lê Quyên và tôi cũng gần như vậy đó. Được rồi, không sao đâu. Đi thôi, ta đi chơi game thôi. Hôm nay tôi nhất định phải thắng cậu. Đồ nhóc con. Ai sợ ai chứ. Đấu thôi, đi thôi. Đi. Lại dán nữa đi.
Cô ấy không hề có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ là không thích so đo với người khác. Ngay cả khi bản thân phải sức đầu mẻ trán, cũng không ngần ngại giúp đỡ người khác. Tính cô ấy cũng rất tệ. Không đúng, là cực kỳ tệ. Nhưng mà lúc bình thường thì cũng lại rất tốt. Chào hai người, tôi là bạn gái của Nhất Hiệp. Tôi là Cốc Linh. Cô đã ngủ chưa? Vẫn chưa. Trả cho anh nè. Tôi giặt sạch rồi. Tôi không hề ở dơ như anh đâu. Tôi có nói gì đâu. Đúng rồi. Cô hãy đưa tay đây đi. Làm gì thế? Tôi có gạt cô đâu. Nào, đưa đây. Anh làm gì? Cứ nghe tôi đi, không sao đâu. Anh tặng tôi làm cái gì vậy? Không phải chị Du Phi đã nói rồi sao? Thuật ẩn thân của cô có liên quan tới nhịp tim cũng như cảm xúc. Thứ này có thể giám sát nhịp tim cô đó, đồng thời phát ra cảnh báo khi nhịp tim tăng quá nhanh. Có nó rồi, cô có thể sẽ biết khi nào thì bản thân cần phải bình tĩnh lại mà không đột nhiên tàng hình nữa thôi. Sao đột nhiên anh tốt với tôi quá vậy? Nói mau, có ý đồ gì? Không có. Không phải cô từng nói rồi sao? Những gì mà tôi nợ cô, có trả cả dạng lần cũng không hết. Có sao đâu chứ. Dù gì anh cũng là dạng Tử Dương mà. Tôi hỏi anh một câu nhé. Lần đó, sau khi gặp Tiểu Phi, hai người còn liên lạc nữa hay không? Thật ra lần trước tôi ra ngoài ăn với Tiểu Phi chỉ là để kiểm tra xem mình còn tình cảm với cô ấy hay không thôi. Cô nói xem, thích một người suốt 10 năm sao có thể nói buông tay là buông tay được chứ? Là do anh thay lòng đổi dạ thôi. Đàn ông ai cũng vậy cả. Con người của tôi chung thủy lắm đó. Tôi, đúng rồi, có câu này muốn hỏi cô. Sao mà anh lắm câu hỏi thế? Lần trước, Bạch Công Chúa nói cô không có nhà là có ý gì vậy?
Tôi vốn không muốn nói cho người khác biết đâu. Nhưng mà niệm tình cái này, tôi nói cho anh biết. Tôi lớn lên trong cô nhi viện. Tôi không thích người khác nhìn tôi như vậy đâu. Xin lỗi. Không sao. Cảm ơn món quà mà anh tặng tôi nhé. Đúng rồi, cô đã không cần tới nó nữa. Tôi bảo quản giúp cô nhé. Cuối cùng mình đã biết rồi. Sao mình lại không thể buông bỏ Tiểu Phi được rồi? Nhất Hiệp. Nhất Hiệp. Bạn gái cậu kìa. Anh đi đâu vậy? Không nghe tôi gọi sao? Tôi không làm bóng đèn nữa. Cố lên. Đại Đông. Nè. Dạ gì thế? Đang trốn tôi à? Cô bị điên sao? Có trốn cô thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Anh bị điên thì có. Thôi bỏ đi. Tôi thấy anh cũng không có chuyện gì lắm. Tới nhà Bạch Công Chúa đi. Tôi bận lắm. Tôi phải đi luôn đây. Anh bận gì chứ? Anh có gì thì được nào. Đừng lại mề nữa. Đi thôi. Nhanh lên. Cô làm gì vậy? Còn đứng đó làm gì nữa? Lái xe mau đi, nhanh lên, mau đi thôi. Anh chơi tôi đó hả? Tôi không có. Sao hôm nay anh cứ như người mất hồn vậy? Chắc do đêm qua sử dụng siêu năng lực nhiều quá thôi. Anh đỏ mặt rồi kìa. Có sao? Đợi đã, tôi xem nào. Không phải là bị bệnh đấy chứ? Tôi không sao. Thôi khỏi, anh ngồi phía sau đi. Tôi nói rồi, không sao mà. Tôi chỉ đang nghĩ cho an toàn của mình thôi. Không cần đâu. Nhanh lên. Đau lắm đó. Ngồi chắc đó. Lần trước Thu dọn giúp cậu, đâu có nhiều đồ vậy đâu chứ. Cả cậu nữa, Hồ Miểu Miểu. Không phải cậu nhờ mình tới giúp sao? Sao lại ngồi một chỗ như vậy chứ? Mình chỉ dạo phố có vài lần thôi mà. Cũng phải update tủ quần áo lên chứ. Nhưng mà nhiều đồ như vậy, ba người chúng ta sao mà dắt về được chứ? Mình đâu có biết. Mình còn tưởng cậu sẽ gọi thêm người tới giúp chúng ta nữa chứ. Nhất Hiệp sao? Nhắc tới thôi là muốn giận rồi. Không biết là anh ấy bị làm sao nữa. Mà thần bí vậy, vốn sáng nay mình muốn nhờ anh ấy đưa mình qua đây, tính nhờ anh ấy giúp đỡ. Kết quả không nói không rằng, lên xe bỏ đi luôn. Nào nào, đừng thu dọn nữa. Hôm nay hai người làm sao vậy? Sao đột nhiên quan tâm tới anh ấy vậy? Kể chi tiết ra đi. Cảm giác kiểu như anh ấy đột nhiên trốn tránh mình vậy. Mình quan tâm thì anh ấy lại giận, cứ quảng hốt kiểu gì ấy. Mình có cảm giác là anh ấy đang giữ khoảng cách với mình vậy.
Cậu lại sao thế? Nhất định là anh ấy có vấn đề rồi. Mình nhớ ra rồi. Sáng nay mặt cô anh ấy cứ đỏ bừng cả lên. Khi mình hỏi có phải là anh ấy bị sốt không? Anh ấy lại nói là không sao cả. Không sai, là bệnh nặng lắm rồi. Phải làm sao đây? Hôm nay mình còn bắt anh ấy đưa mình qua đây nữa. Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm gì không? Không sao đâu. Có cậu ở bên cạnh anh ấy mới có chuyện đấy. Ý cậu là sao? Bệnh của anh ấy có tên khoa học là thấp thỏm mờ ám, ấp úng không nói nên lời, muốn lại gần nhưng lại cố giữ khoảng cách, ánh mắt ngây dại, hồn dí lên mây, đầu óc mông lung, không biết phải làm sao. Cậu đọc thần chú thuận miệng như vậy từ khi nào thế? Vừa nãy cậu nói bệnh đó là tên gì cơ? 4 chữ thôi. Anh ấy thích cậu. Không thể nào. Vậy cái này là ai tặng cậu đây? Cậu đáng ghét thật đấy. Vốn là mình còn muốn cậu ấy phải tự mình nói ra nữa. Cậu đi vạch trần cậu ấy. Cái này chỉ là bạn bè tặng quà cho nhau thôi, cũng có gì đâu. Bạn ư? Chắc là còn thêm 1 chữ nữa chứ gì. Nói bọn mình nghe đi. Cậu có cảm giác gì với anh ấy không? Không có. Mình lại thấy ghét anh ấy đây này. Ghét bao nhiêu thì thích bấy nhiêu đó. Mình không thích chút nào hết. Cũng từng đóng vai bạn gái rồi mà. Làm thật luôn đi. Thật cái đầu cậu. Được rồi. Cậu không thích thì thôi. Nhưng mà nó thích cậu đó. Mình nói là không phải rồi mà. Phải. Vậy sao? Đội trưởng, cậu đừng đi lòng vòng nữa được không? Cái túc xá của mình chỉ bé thế này thôi. Cậu đi lại nhiều vậy, mình chóng mặt lắm đấy. Đội trưởng, trước đây cậu nói cậu là bạn học trung học của Cốc Ninh hả? Cái lần cậu nói mà cô ấy nổi giận rồi có người chết đó, rốt cuộc là sao vậy? Mình không rõ lắm. Mình chỉ nghe người khác nói thôi. Mà đột nhiên cậu lại hứng thú về chuyện cô ấy vậy? Mình chỉ thấy hiếu kỳ mà thôi. Vậy cậu nói xem trước đây rốt cuộc cô ấy như thế nào vậy? Hình như cô ấy không có nhiều bạn bè, lúc nào cũng chỉ một mình thôi. Vậy sao? Không phải hiện giờ quan hệ giữa cô ấy với Bạch Công Chúa rất tốt đó sao? Còn nữa, hình như cô ấy không có bố mẹ. Sao mà cậu không bất ngờ chút nào vậy? Mình đã biết chuyện đó rồi. Cô ấy lớn lên trong cô nhi viện. Hai người đã phát triển tới mức này rồi sao? Mức này mức nọ gì chứ? Cậu nói gì đó? Cô ấy nói hết với cậu rồi. Quả nhiên là bắt đầu chân thành với nhau hơn rồi. Chân thành cái đầu cậu. Cậu nói nữa đánh cậu đó. Mình nói sai gì sao? Thật không biết trước đây rốt cuộc của cô ấy như thế nào nữa. Tìm thấy rồi. Đây chính là tạp chí trường hồi trung học của bọn mình. Đây nè. Cô ấy cũng cô độc thật đấy. Chụp ảnh mà còn giữ khoảng cách với bọn mình nữa. Xem ra thời gian đó cô ấy thực sự rất không vui. Không phải cậu thích cô ấy thật rồi đấy chứ? Không ngờ những điều mình đùa với cậu tất cả chính là sự thật. Không ngờ lợi hại thật đó. Mình cảnh cáo cậu, cậu đừng có nói linh tinh. Coi chừng mình đó, có nghe rõ chưa hả? Được rồi. Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Cậu tự gọi mình là Dạng Tử Dương, đúng là không sợ chết thật mà. Cậu, mình đi tắm đi.
Alo, báo phòng bảo vệ lập tức gửi các file camera giám sát tầng của chúng ta vào ngày hôm qua. Ngay bây giờ, nhanh đi. Long Tử Triệt, thì ra chính là anh. Chuyện liên quan tới giám đốc Long, đánh hai cháu không nên quản. Nhưng chuyện lại không liên quan tới hình tượng của công ty, cháu buộc phải báo chú biết. Đây chính là camera giám sát ngày hôm qua. Cháu tình cờ xem qua được thôi. Giữa cháu và Long Tử Triệt chỉ làm theo phép công, chứ chưa từng can thiệp vào cuộc sống của riêng cậu ấy. Nhưng mà những chuyện này thật sự ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Nếu video này bị truyền ra ngoài, người khác nghĩ sao về chúng ta đây chứ? Thật không biết kết quả mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Vậy cháu định xử lý thế nào? Cháu đã bảo bảo vệ xóa đoạn video này đi, không cho phép bất cứ ai truyền ra ngoài rồi. Nhưng trước cháu có ai từng xem được chưa? Có truyền ra hay chưa? Cháu không biết chuyện đó. Giám đốc Long rất thích chơi đùa, nhưng mà cũng phải có chừng mực mới phải. Thật không ngờ cậu ấy có thể làm ra chuyện này. Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc, không tổn hại tới danh dự và lợi ích của công ty, nó muốn chơi gì thì kệ nó đi. Nhưng mà kế hoạch khởi nghiệp lần trước cũng vậy nữa. Nếu không phải cậu ấy bướng bỉnh làm càn, không để tâm vào trọng điểm, cháu tin cậu ấy có thể làm tốt hơn thế. Thật ra cháu cháu biết tại sao chú xem trọng cháu không? Cả hai đứa đều là con của chú. Chú không thiên vị đứa nào hết. Nhưng mà chú cũng hy vọng có một người có năng lực để kế thừa sự nghiệp của chú. Trong hai đứa, bất luận là ai, ai gây rắc rối gì thì người đó phải tự chịu hết tất cả trách nhiệm. Cháu hiểu ý chú chứ? Cháu hiểu. Cháu sẽ đi xử lý ngay. Giám đốc Long. Long tổng. Giám đốc à. Long tổng. Sao vậy? Có chuyện gì? Chuyện đó vừa nãy phòng giám sát báo tin, nên giám đốc Bạch lấy hết toàn bộ video giám sát ngày hôm qua đi rồi. Chuyện này có gì mà ngạc nhiên đâu chứ. Nhưng vừa nãy giám đốc Bạch hình như đã liên lạc với phóng viên, không biết là có mục đích gì nữa. Được, tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi. Lần sau cậu mà còn khuân nhiều đồ vậy nữa, bọn mình không giúp cậu đâu đấy. Phải đấy, đồ một người mà còn nhiều hơn cả hai người nữa. Alo, có thấy video mà tôi gửi chưa?
Bạch Phú Soái đã biết chuyện tối qua là chúng ta giở trò rồi. Hiện giờ anh ta đang chuẩn bị tung video đó lên. Cái gì? Em nói rồi chúng ta đừng làm vậy rồi mà. Giờ không phải lúc phân biệt ai đúng ai sai đâu. Ta phải cùng nhau ngăn cản anh ta. Anh ta đang ở đâu? Liệu còn kịp nữa không? Hắn đã hẹn phóng viên, vừa mới đi xong, chắc ở bãi đổ xe rồi. Còn cơ hội đó. Được, tôi đang ở cửa công ty, tôi đi cản anh ta lại.